Tại lo em xin chào tất cả các quý vị nha. Hôm nay em sẽ review ngay đường Phùng Hưng, cách ngã ba Thái Lan là 5 km. Đường này là được nối dài ra quốc lộ 1A và quốc lộ 51. Khu vực này là gồm có 2 xã, một là phường Tam Phước, hai là xã An Phước. Em đang đi trên đường khu vực này là ấp 8 và ấp 7 xã An Phước nha các quý vị. Hôm nay em sẽ review con đường này đi vào các ngõ hẻm nông thôn khu dân cư ấp 7 và sau đó đi về tới khu chợ Tam Phước vào khu công nghiệp Tín Nghĩa của phường Tam Phước cho tất cả các quý vị trong và ngoài nước cùng tìm hiểu ha. Xem coi bà con ở trên những cái cung đường nhà quê và thành phố nó như thế nào, có giống nhau không? Và môi trường sống ra sao ha. Các quý vị nào quý mến em Taylor thì cho em một like, nhớ đăng ký kênh ủng hộ em, cho em chịu view ha. Và bây giờ là em đang đi về đường ấp 7, đường kết nối ra bò sữa Long Thành. Sau đó em sẽ đi vào các khu dân cư ấp 7 và quay ngược ra đường Phùng Hưng về chợ Tam Phước. Và em quay những cái cảnh quan khu vực này phát triển gồm có khu công nghiệp đó ra sao ha. Và bà con về đây xây nhà, xây dựng nhà cửa, hình ảnh xem coi nó có giống mọi địa phương khác không ha. Đây là mặt tiền đường ấp 7 Hưng ra quốc lộ 51. Khu này là khu an ninh nha, bên tay phải của chúng ta là đất của Bộ Công an, bên tay trái chúng ta là đất của dân. Đây, bờ tường và vườn tràm của Bộ Công an. Khu vực ở đây là phát triển rất mạnh, cách sân bay quốc tế Long Thành 13 km. Đây là bờ rào của đất cho Bộ Công an. Này là khu vực sầm uất giáp với thành phố Biên Hòa, đó là phường Tam Phước, đây là xã An Phước nha, ấp 7 xã An Phước. Review cho các bạn xem khu vực này dân cư nó phát triển như thế nào. Đây thấy chưa, cái cầu này nó mới sửa, cầu thoát nước, điện thông chạy ra cống nước trong. Thì ra đây là mới sửa, là mới làm lại cái cống này ta. Cái cống này nó được thoát nước là từ đường Phùng Hưng bên Tam Phước. Đẹp đi chứ ha. Cống thoát nước này cũng rộng rãi đẹp đây này. Vậy là ok ha. Nó mới sửa sang này, khu dân cư là đông phết chứ nhỉ. Em xin nói ở địa điểm này là cách sân bay quốc tế Long Thành là 10 km nha các anh chị. Hôm nay là mình sẽ được cơ hội ra đây review cho các bạn biết nha, khu công nghiệp An Phước phía trước mắt của chúng ta. Bạn nào mà quan tâm về bất động sản, khu vực đất nền, khu dân cư ấp 7 thì cứ liên hệ với mình trực tiếp nha. Quỹ đất bà con ở khu vực này gửi mình rất là nhiều cho tất cả để chia sẻ, để có khu công nghiệp ha. Công nghiệp ở đây là khu dân cư và giáp với khu công nghiệp An Phước và Long Đức luôn, và gần trường cảnh sát cơ động, trường an ninh nhân dân. Khu này là một trong những cái khu dân cư đang phát triển đó, khu công nghiệp ở phía trước. Ở đây thì nó giáp với khu công nghiệp Tam Phước, An Phước liền nhau hết nha các bạn. Ở đây rất là phù hợp, thích nghi cho nhiều anh chị em về đây lập nghiệp, con cháu của chúng ta gần trường cấp 1, cấp 2, cấp 3 hay luôn trường cấp 3 Tam Phước. Ngoài cấp 3 Thái Lan, cách quốc lộ 51 là
1 km. Khu này là khu đang phát triển tiềm năng, rất là phù hợp, rất là dành cho tất cả các quý vị về đây ở để sinh sống. Nhà trẻ mầm non. Về an ninh khu vực ấp 7 này rất là tốt nha các bạn nha. Ủy ban xã An Phước thì cũng cách đây khoảng 3 km thôi. Quán đường, đường này thì có một đoạn là chưa có đổ bê tông, đổ nhựa. Đây là mình đi xe đạp điện, mình đi bán đất cho các bác đấy. Các bác quan tâm thì cứ liên hệ với em nha. 0982 687 668. Đất nền, khu dân cư. Có một đoạn này là không có đổ nhựa, chưa đổ thôi. Còn tất cả ngoài đầu kia là đường bê tông, bê tông và đường nhựa. Đường rất là rộng, thoải mái. Đấy, khu công nghiệp đấy. Đường cái này rộng nha. Đây là rộng, thoải mái. Ôi, chào chú Kỳ. Ấy, cái khu dân cư đông chưa xưa, sầm uất chưa. Đẹp không? Các bác thấy khu dân cư này đẹp không? Bác nào thích ở đây thì cứ liên hệ với em ha, cứ 5m1 là có đầy đủ nè, thấy đẹp không? Khu này là ngày xưa em bán đầu tiên 2016. Và kế tiếp khi khu dự án này là 2018 là em làm việc địa hình khu vực này, bán đất nền. Năm 20, năm 23. Ngày xưa thì nó rất là rẻ, ngày xưa chỉ có 250 một lô, 230 một lô thôi ha. Giờ thì đắt lắm rồi. Đấy, khu dân cư hiện hữu của ấp 7. Khu này thì hơn 1 tỷ một lô các bạn, cứ hơn 1 tỷ. Tỷ 4, tỷ 6. Cách đường Phùng Hưng thì cũng rất là gần. Cách đường Phùng Hưng chỉ có 300 m. Khu dân cư hiện hữu. Bác nào quan tâm bất động sản khu vực vành đai cảng hàng không quốc tế Long Thành thì cứ liên hệ trực tiếp với em nha. Số điện thoại là 0982 687 668. Ngoài ra anh chị em nào có mua bán ký gửi đất xào, đất nền, đất kho bãi nghỉ dưỡng thì cứ liên hệ khu vực Cẩm Mỹ, Trảng Bom, Long Thành. Ngoài ra em có đang đầu tư tại huyện Hàm Tân, khu công nghiệp Tân Đức, thị trấn Tân Minh ha. Bạn nào anh chị em nào mà thích nhu cầu mà đầu tư đón đầu các khu công nghiệp mới để tìm hiểu về thông tin khu vực vùng đất mới thì cứ liên hệ, comment phía dưới và đăng ký kênh sẽ có nhiều cái thông tin cho tất cả các quý vị để biết. Em đi rất là nhiều nơi,
môi giới cũng rất là nhiều chỗ ha, tùy theo nhu cầu của nhà đầu tư cũng như là các bác gửi bất động sản ký gửi cho 6 tỷ. Đây ra đường Phùng Hưng này, đây này, khu vực đường Phùng Hưng này là khu vực rất là sầm uất nha. Bên phía trước mắt của chúng ta là phường Tam Phước, bên này là phường An, bên này là ấp 7 An Phước, bên kia đường là Tam Phước ha. Đây, khu vực sầm uất chưa. Rất là sầm uất. Đan viện Thánh Mẫu An Phước này. Thấy chưa các bạn, thấy chưa? Mình đi qua khu Tín Nghĩa, khu công nghiệp Tam Phước tham quan luôn nha các bạn. Nay buổi chiều tối em đang còn rảnh thì hôm nay em review khu vực quê hương nhà em luôn. Đây, khu vực khu vực của Tín Nghĩa. Dân cư Tam Phước của Tín Nghĩa nha các quý vị. Công ty Sado ở vườn cao su qua chúng ta 500 m. Này chúng ta sẽ khám phá địa hình khu vực phường Tam Phước và xã An Phước. Thì khu vực khu công nghiệp Tín Nghĩa thì nằm ở bên kia đường kìa các bạn. Bên tay phải của em đấy. Em đang quay đến vườn cao su đó đó. Đó là khu công nghiệp Tam Phước. Còn đây là phân lô bán nền nha. Phân lô bán nền khu Tín Nghĩa. Đất ở đây tương đối là cũng là đắt đây các bạn. Tỷ 6 tỷ 7 một lô. Ha, đây là chợ Tam Phước này. Đi thẳng qua là khu công nghiệp Tam Phước nha các bác ơi. Còn đây là chợ Tam Phước. Đây, em quay cho các bác xem. Đèn nổi hết rồi nè. Đây chợ Tam Phước này. Vào xem cái chợ Tam Phước này nó hoạt động như thế nào ha. Ừ.
đông. Được chưa? Tôm cá tươi sống. Đây là buổi chiều ngày 20 tháng 3 2022 nha các vị. Tiếp này. Đường rất là rộng. Khu công nghiệp Tam Phước kìa các bác nhá. Cách cái vườn tràm đó là, qua vườn tràm đó là 200m thôi, là khu công nghiệp Tam Phước. Đây nhà chú em đang cho xây dựng để cho thuê hai ký ốt này. Bạn nào mà thích thuê khu vực này thì cũng liên hệ mình nhá. Đây là nhà của chúng em mình. Địa điểm cuối cùng nữa là em sẽ review từ chợ Tam Phước ra khu công nghiệp Tam Phước. Giờ này em đang quay là 16:30 chiều ha. Em đưa các anh chị cùng tìm hiểu và tham quan khu công nghiệp Tam Phước buổi tối này nó hoạt động như thế nào, và đến khu chợ Po Quát, khu quê hương nhà em ha. Và trước khi kết thúc chương trình thì các bạn cho em một like, nhớ đăng ký kênh ủng hộ em ha. Và anh chị em nào có nhu cầu mua đất đầu tư bất động sản tại khu vực cảng hàng không quốc tế Long Thành cũng như Vành Đai, khu công nghiệp Tam Phước, An Phước, Giang Điền thì cứ liên hệ trực tiếp với em, là có nhiều quỹ đất nền cho bà con về ở lập nghiệp tại nơi này ha. Một khu vực đang phát triển tiềm năng nhất của tỉnh Đồng Nai. Giờ đây em xin chân thành cảm ơn, chúc cho các bố quý vị một buổi tối luôn luôn được nhiều sức khỏe và được hạnh phúc bên gia đình ha. Em sẽ giới thiệu các bác luôn là chợ Po Quát nằm ở đâu ha. Chợ Po Quát là chợ nằm giáp với khu công nghiệp Tam Phước, thuộc khu phố Long Đức 3, phường Tam Phước, giáp với trường Đại học Nguyễn Huệ, trường Lục Quân 2. Nhân bây giờ thì họ đang tăng ca, khoảng 10 giờ họ mới về. Đây là con đường chính, trục chính là đường vào khu công nghiệp, kết nối ra thẳng quốc lộ 51, ra trung trạm thu lệ phí nha các bạn. Đây này, từ đây mà ra quốc lộ 51 thì khoảng 2 km, trục đường chính của Tam Phước. Đây, đây là chợ Po Quát. Đây này, đây là công ty Po Quát. Đây, đây thấy chưa, đây là chợ nha. Khu vực này là dân cư sầm uất và đông nhất tại phường Tam Phước luôn.
chợ này bán đồ ăn rất là nhiều. Nên cái trục đường này là hầu như là nhà nào nhà đấy đều muốn bán hết. Và cái chợ này nó kéo dài đi khoảng bao nhiêu phút là nó hết ha. Để các bạn xem. Anh chị em nào mà thích ở khu vực này thì em cũng có rất là nhiều quý nhất cho các bạn để về đây mua để ở hoặc là đầu tư, vì khu dân cư này hiện hữu rồi nha, sống lắm. Dài quá bác, đứng một chục đường dài thon, sống quá, kinh doanh thương mại, chợ phong bác. Đây là gọi là khu vực chợ ngã tư quốc tế luôn. Ai ai cũng mong muốn được về đây sở hữu một nền đất để buôn bán, kinh doanh cho gia đình của mình. Rồi, các anh chị thấy chưa? Một cái trục đường này dài cả cây số mà họ buôn bán như thế nào? Các bạn cho em một cái lời bình này. Đây là trung tâm ngã tư về khu vực ngã tư quốc tế. Rồi, đến đây mình xin tạm dừng. Hẹn video kế tiếp. Xin chân thành cảm ơn.